Chào các bạn, chúng ta sẽ lại tiếp tục cái bình xăng con số 2 Charlie 84 nha các bạn. Bình Charlie 84, bình xăng con số 2 rồi. Mình không có mình không có gắn cái gì ra cho nên mình sẽ đi bằng tay nha các bạn. Và sau cái bình số 1 này mình đã test bình số 1 rồi nha. Đây. Và tiếp theo là mình test cái bình số 2 nè các bạn. Rồi, đây là cái bình số 2 nha các bạn. Bình số 2. Rồi, mình sẽ quay chi tiết cái bình số 2 cho anh em coi nha. Đây là video test. Đây là video test cái bình số 2. Đấy. 84 nha anh em. Có 3 cái bình cho đi 84. Thì khi anh em mua thì anh em sẽ có hai dạng. Một là nếu mà xe của bạn cho đi, các bạn chưa có bình xăng con thì các bạn sẽ mua luôn cả cái co. Còn đối với những các bạn mà có bình xăng con rồi mà bình xăng con nó bị hư á thì mình chỉ mua bình xăng con thôi, không cần mua cái con các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái bình xăng con 82 bình số 2 này ra. Đây mình đánh dấu bình số 2 này, số 1 này. Tiếp theo là bình số 3 các bạn. Giờ mình sẽ nổ máy cái này là mình test tiếp cho anh em nha. Đó.